10 chữ đừng trong cuộc sống mà bạn nên biết. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này, Tân sẽ chia sẻ một cái chủ đề khác đi một chút xíu so với marketing và kinh doanh. Đó chính là chủ đề về những cái giá trị trong cuộc sống. Vì sao mà Tân sẽ chia sẻ những cái điều này đến với các bạn? Bởi vì cho dù bạn làm bất cứ ngành nghề gì, bạn đi kinh doanh cái gì, bạn đi làm cái ngành nghề nào trong marketing đi chăng nữa, thì cũng sẽ có những cái triết lý liên quan tới cuộc sống, về nguyên tắc sống, về cách chúng ta sống, cách chúng ta làm việc, cách chúng ta nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận xã hội, cách chúng ta đối xử với người khác, đối xử với khách hàng, đối xử với đồng nghiệp, đối xử với bạn bè, người thân. Như thế nào để giúp cho chúng ta có thể là phát triển tốt hơn trong công việc cũng như là trong cái cuộc sống thực tại. Thì với điều này, Tân tin chắc nó sẽ là cái sự bổ sung cần thiết cho cái quá trình các bạn làm chuyên môn, các bạn đi theo con đường kinh doanh, con đường phát triển sự nghiệp một cách dễ dàng và thuận lợi nhất. Nếu giá trị video clip hay thì đừng quên bấm like cũng như subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho Tân nhé. Ok, giờ Tân sẽ đi vào cái nội dung chính của video này. Chữ đừng đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là chúng ta đừng tán gẫu và nói xấu người khác. Vì các bạn tán gẫu thì nó rất mất thời gian. Thay vì thời gian đó các bạn có thể là nghiên cứu cái công việc các bạn, tìm hiểu chuyên sâu hơn những vấn đề chuyên môn, thì các bạn sẽ tăng cường được cái giá trị của mình trong tương lai. Và việc nói xấu người khác thì nó cũng chả mang lại cho bạn bất kỳ điều gì cả. Bởi vì cái người mà các bạn nói xấu, người ta khi nghe được thì người ta cũng sẽ mất cái tình cảm đối với bạn. Và người đang được các bạn mà chia sẻ cái điều nói xấu đó thì họ cũng không có vui vẻ gì và cũng không có tin tưởng, không đánh giá cao về cái bản thân bạn mà như thế nào đâu. Bởi vì thế nên các bạn hãy ngừng lại cái việc này, các bạn hãy chỉ tập trung vào cái bản thân mình thôi. Còn mọi người xung quanh, mỗi người đều có một cái hoàn cảnh, một cái câu chuyện bạn cũng không thể hiểu hết về họ, nên bạn đừng có nói gì về những cái việc làm, những cái suy nghĩ hay là những cái mà câu chuyện họ đã trải qua. Tập trung vào chính bản thân mình đi. Ok ha. Thứ nhất là đừng tán gẫu và đừng nói xấu người khác. Thứ hai là đừng bào chữa. Đừng bào chữa bất kỳ vấn đề gì. Cho dù kết quả nó có xảy ra như thế nào, nó có tiêu cực, nó có không tốt đi chăng nữa, thì cũng đừng có bào chữa, phải nhận cái trách nhiệm về mình. Giống như một lần cậu nhân viên hỗ trợ của Tân báo là cái tài khoản Facebook bị quét và chết hàng loạt, thì cậu ấy nói là nó xảy ra đột ngột và nó không lường trước nên bị mất khá nhiều tài nguyên, lên tới gần cả 100 triệu. Thì cái câu chuyện đó là một cái bài học rất lớn cho cậu ấy. Nhưng ở điểm này cậu ấy bị sai một chỗ là cậu ấy nói cái này là do Facebook nó quét, chứ cậu ấy không có hề tác động, không có bất kỳ cái câu chuyện nào mà gây ra cái lỗi đó. Nhưng cậu ấy quên một chuyện là đề phòng rủi ro. Đề phòng rủi ro, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, hãy đề phòng rủi ro. Nhưng mà cậu ấy đã không làm cái câu chuyện là đề phòng rủi ro, đã gây ra một cái thiệt hại rất lớn. Và sau cái bài học đó thì Tân đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều, và đến thời điểm bây giờ cậu ấy đã hiểu được rằng là cái lỗi đầu tiên là do chính mình. Cho dù cái bất kỳ cái điều gì xảy ra thì cái đầu tiên mình phải nhận là chính mình. Mình nhận chính mình đi trước đi đã, rồi chúng ta mới có thể hiểu được là tại sao cái vấn đề đó nó xảy đến, và nó xảy đến như vậy là do những cái yếu tố gì. Và xét yếu tố của bản thân đầu tiên thì bạn sẽ thấy nó sâu và nó rộng và nó chi tiết như thế nào. Nên là đừng có bào chữa cái gì cả. Cái gì nó sai sót tiêu cực hãy nhận lỗi trước đi. Rồi từ cái nhận lỗi đó mình sẽ đi tìm kiếm những cái cách mà khắc phục để lần sau nó không còn xảy ra nữa. Chứ bạn đổ lỗi thì lần sau nó cũng sẽ tiếp tục xảy ra cho bạn mà thôi. Rồi yếu tố thứ ba là chữ đừng thứ ba, đó là đừng bao giờ nói là không thể. Có một cái bài hát hình như là Never Say Never thì bạn. Không bao giờ nói là không bao giờ, nghĩa là không bao giờ nói là không thể làm được một điều gì đó. Tại vì tất cả mọi thứ đều có thể làm được. Bạn tin điều này đi. Tại vì cái video này nó có thể thiên về tư duy, nhưng mà Tân cũng không có dành quá nhiều cái thời gian mà
phân tích những cái tư duy bên trong video này. Tân chỉ nói những cái từ khóa để bạn đi kiểm tra thông tin thôi. Có nghĩa là bạn hãy kiểm tra cái vấn đề là trong 100m, trong 100m mà đã có người chạy ở trong cái khoảng thời gian đó và người ta nghĩ là không thể nào mà chạy nhanh hơn được nữa, nhưng mà sau này đã có người đã lập được kỷ lục và chạy nhanh hơn, và sau đó các hàng trăm người lại chạy nhanh hơn nữa, thì bạn phải hiểu được rằng bất kỳ cái gì trên cái thế giới này đều không có giới hạn cả, đều có thể bị phá vỡ, đều có thể làm được. Nên là đừng bao giờ nói không thể làm được bất kỳ điều gì, quan trọng nằm ở bạn, bạn có muốn hay không mà thôi. Nếu bạn muốn thì có rất nhiều cách và rất nhiều động lực để bạn có thể thực hiện nó. Rồi, cái đừng thứ tư là đừng phàn nàn. Đừng phàn nàn về bộ máy tổ chức công ty. Đừng phàn nàn. Bởi vì sao? Bởi vì bạn chả thay đổi được gì hết. Bạn nên nhớ điều đó. Bạn chả thay đổi được gì hết. Có những cái chúng ta không thể thay đổi thì chúng ta phải tự thay đổi chính mình để phù hợp với hoàn cảnh. Có những thứ mà nó thuộc cái tầm vĩ mô rồi. Là ở cái tầm vĩ mô thì cái lực của bạn, cái sự ảnh hưởng của bạn không tác động được gì cả. Nên cái việc mà bạn phàn nàn thì bạn chỉ tự làm tổn thương bản thân mình mà thôi. Tự làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó chịu trong cái thời gian mà các bạn đang sống, trong cái khoảng mà thời gian mà đang làm việc mà thôi. Nên là đừng phàn nàn về bất kỳ điều gì. Tuy khó chịu, tuy không thích, không có thoải mái, nhưng mà bạn hãy tự thay đổi những cái bên trong của mình làm sao cho phù hợp với cái nơi đó, phù hợp với cái tổ chức đó, cái bộ máy công ty đó để tiếp tục phát triển cái công việc sự nghiệp của mình lên. Còn một khi mà đã thật sự không có chịu đựng được rồi, hoặc là thật sự không phù hợp rồi, thì bạn hãy đi tìm môi trường mới, hoặc tìm một cái cách nào đó để thoát ra và tìm tới một cái môi trường mới. Đó là cái mà giúp cho bạn có thể thoải mái được trong cái cuộc sống này hơn. Rồi, cái đường thứ năm là đừng có phàn nàn về công việc. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Như Tân đã nói, làm việc là phải vui, làm việc là phải đam mê. Và như vậy thì bạn mới phát triển công việc được, bạn mới có thể là kiếm nhiều tiền được, bạn mới có thể là thoải mái, mới có thể là có được một cái tinh thần mà sảng khoái nhất để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc. Còn nếu một cái công việc mà gây cho bạn rất là nhiều cái sự khó chịu, bực bội, bực dọc, áp lực, căng thẳng và không thích thú, thì bạn hãy ngay lập tức bỏ nó đi và đi tìm một công việc khác. Đó là cách mà Tân đã làm trong suốt nhiều năm qua. Dĩ nhiên là mình là đi kinh doanh rồi, mình là chủ doanh nghiệp, mình không có đi làm cho công ty đã hơn cả chục năm rồi. Nhưng mà câu chuyện là trước kia khi mà vẫn đi làm cho những công ty, thì trong những cái công ty mà nó có những cái câu chuyện mà nó không phù hợp với mình, thì mình không phàn nàn điều đó và mình đi tìm một cái môi trường khác, một cái công ty khác để mình có thể làm cái công việc, hoặc là đi tìm cái công việc khác nó phù hợp hơn với sở thích, với tính cách và cái con người của mình. Nên là đừng có phàn nàn về khối lượng công việc, đừng có phàn nàn về tất cả những cái gì liên quan tới công việc. Nếu không phù hợp, tìm cái khác dễ dàng, nhanh chóng ha. Rồi, tiếp theo là đừng phàn nàn, đừng chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư. Bởi vì cái người mà biết cái cuộc sống của bạn quá nhiều thì họ sẽ dễ bề khai thác và thậm chí có những ý định xấu để phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của các bạn, gây hại cho con cái hay là cha mẹ của các bạn hoặc người thân của các bạn. Vì có rất nhiều câu chuyện liên quan tới lừa đảo, liên quan tới hãm hại lẫn nhau, nó xảy ra từ cái việc mà nắm được những cái thông tin như vậy. Và cái việc chia sẻ quá nhiều về cái cuộc sống riêng tư á, thì nó sẽ khiến cho bạn trở nên là quá public bên ngoài và người ta quá hiểu rõ về bạn, thì bạn sẽ không gây được cho họ cái sự mà tò mò, không gây được cho họ cái sự thú vị để họ có thể tìm hiểu sâu hơn về bạn. Và như thế, một phần bạn cũng mất đi rất là nhiều các cái kết nối trong tương lai. Nên là những cái gì riêng tư đến cuộc sống, riêng tư tới cái tình cảm hạnh phúc thì hạn chế đưa lên mạng xã hội và hạn chế nói cho nhiều người.
Rồi, tiếp theo là đừng xích mích với đồng nghiệp. Đồng nghiệp và cả cộng sự luôn. Bởi vì họ là những người mà làm việc với bạn, đi theo bạn, kiếm tiền với bạn. Mà bạn gây ra những xích mích thì nó sẽ tạo những cái mâu thuẫn rất là xấu và nó sẽ không tốt cho cái quá trình phát triển của bạn, cho cái quá trình kiếm tiền của bạn. Nên là hạn chế xích mích đến tối đa. Những gì cần tranh luận thì tranh luận một cách là công khai, tranh luận một cách là rõ ràng với nhau và tranh luận một cách là dựa trên cơ sở mà đóng góp và giúp nhau cùng phát triển, chứ không gây ra xích mích mà mâu thuẫn với nhau dẫn tới mất tình cảm và thậm chí có những hành động xấu hơn, thì cả hai đều thiệt hại chứ không chỉ riêng bạn, nhưng bạn sẽ là người thiệt hại đầu tiên. Rồi, tiếp theo là đừng khoe khoang về thu nhập. Vì khi bạn khoe thu nhập thì có rất nhiều cái hệ lụy nói xảy ra đối với các bạn lắm. Không phải bạn khoe thu nhập là bạn chứng minh là bạn giàu, bạn giỏi, bạn có nhiều tiền, bạn có nhiều tài sản đâu. Khi bạn có nhiều thu nhập như vậy mà người ta biết đó, thì khả năng về trộm cướp sẽ xảy ra nè. Khả năng người ta sẽ bắt cóc con cái bạn sẽ xảy ra nè. Khả năng những cái người bạn lâu năm mà không chơi với bạn mà thấy bạn giàu có quay trở lại thấy sang bắt quàng làm họ là cái thứ ba nè. Rồi những cái người mà thân, những người quen biết kiếm cách nào đó mượn tiền các bạn là cái thứ tư nè. Và thứ năm là rất nhiều người giả khổ, giả cực tìm tới xin tiền bạn nhờ giúp đỡ các kiểu. Rất là nhiều cái điều mà nó không hay xảy ra với các bạn. Nên là những người giàu thì người ta ít khi nào mà khoe khoang về cái thu nhập của mình lắm. Người ta cứ im lặng và người ta sở hữu nó thôi và người ta tận hưởng cuộc sống mà thôi. Nên là bạn cũng như vậy, bạn không cần thiết phải khoe khoang cái điều đó ra làm gì. Các bạn chỉ cần biết bạn có nhiều tiền, bạn giàu và bạn tận hưởng điều đó rồi. Và cái gì bạn cần làm, cần giúp cho ai đó thì bạn cứ làm theo ý của bạn là được ha, không cần thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Tiếp theo là đừng bao giờ từ bỏ. Bất cứ cái gì xảy ra thì bạn phải đặt câu hỏi là tại sao chúng ta bắt đầu với nó. Khi bắt đầu với nó thì chúng ta đã đưa ra những cái tiêu chí gì, những mục đích gì, những cái lý do gì, những nguyên nhân gì để dẫn tới cái việc mà chúng ta bắt đầu với một sự việc nào đó. Thì trong cái quá trình làm cái gì cũng vậy, nó sẽ có gian nan, nó sẽ có thử thách, nó sẽ có chông gai. Thì bạn phải vượt qua nó, chứ không phải là bạn thấy rồi bạn bỏ đi, bạn thấy rồi bạn dừng lại, bạn thấy rồi bạn cho nó là khó khăn, là vất vả mà để cản đường bạn. Bởi vì cái đó mới là cái làm cho bạn lớn hơn, bạn trưởng thành hơn, bạn mạnh mẽ hơn. Nên là tất cả những gì xảy ra cản đường bạn, tống nó qua một bên, dẹp, đánh tan nó đi và đi tiến về phía trước. Đừng bao giờ từ bỏ bất kỳ điều gì khi bạn đã đặt ra một cái mục tiêu nhất định. Và cuối cùng là đừng nói không. Đừng nói không khi người khác yêu cầu giúp đỡ. Điều này nó khá là giống với là luật hấp dẫn của vũ trụ. Nếu các bạn chưa hiểu luật hấp dẫn, có thể là tìm mua những cái bộ sách liên quan tới The Secret, The Magic, Người Nam Châm để các bạn có thể hiểu thêm về những điều này. Thì nói chung là khi ai đó muốn giúp đỡ bạn thì bạn hãy đón nhận một cách chân thành. Đừng có từ chối, tại vì đó là năng lượng vũ trụ gửi tới cho bạn, đó là những cái mà điều tuyệt vời, những cái cơ hội, những cái thuận lợi mà ông trời tạo ra cho bạn. Hãy đón nhận điều đó và hãy tận dụng đó, nắm bắt đó để có thể thay đổi cuộc sống của bạn, mở cho bạn một cái bước ngoặt trong cuộc đời. Đừng có từ chối điều này, bởi vì nó không có thường xuyên xảy ra đâu và đôi khi nó chỉ xảy ra một lần trong đời thôi. Nếu không nắm bắt thì cuộc đời bạn sẽ rẽ sang một trang khác. Ok ha các bạn. Thì trên đây từng chia sẻ cho các bạn 10 cái chữ đừng ở trong cái cuộc sống mà bạn nên nhớ để các bạn đừng bao giờ gặp phải những tình huống này và đừng bao giờ ứng dụng nó vào trong cuộc sống, những cái chữ đừng đó, và biết được rằng điểm nào không làm, điểm nào dừng lại, điểm nào tiếp tục, điểm nào phát triển. Thì những điều này nó sẽ giúp cho cái việc mà làm marketing, làm kinh doanh của bạn được tốt hơn. Nên Tân nói là trên kênh Tân Nguyễn, marketing không chỉ là về những cái câu chuyện liên quan tới kinh doanh, những cái kiến thức liên quan tới marketing, và đôi khi Tân sẽ chèn những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cái triết lý về cuộc sống có liên quan tới cái quá trình mà các bạn
thực hành cái công việc các bạn làm những cái việc liên quan tới kinh doanh, liên quan tới nhân sự, liên quan tới con người, liên quan tới mục tiêu, mục đích trong cuộc sống, để cho nó đa dạng cái góc nhìn để bạn có thể hiểu hơn, rõ hơn và nắm bắt kỹ hơn những gì mà các bạn mong muốn các bạn theo đuổi trong tương lai. Ok, nếu giá trị video thấy hay thì đừng quên bấm like video cũng như là subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video khác trên kênh Tôn Nguyễn Marketing, nói về marketing online, nói về kinh doanh, nói về những điều hay ho trong cuộc sống này. Và bạn cảm nhận như thế nào về giá trị video mang lại, hãy comment bên dưới để Tôn được biết. Và bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào liên quan tới những cái chủ đề về cuộc sống, về triết lý, về góc nhìn thì bạn vẫn có thể đưa ra câu hỏi bên dưới phần comment. Tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất và sẽ xây dựng những chuỗi video để hỗ trợ các bạn. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.